82.821 khách hàng đều được lưu trữ bằng eBay Marketing. Thì eBay nó có một cái rất hay, đó là nó sẽ giúp cho chúng ta lưu trữ được cái tệp rất là minh bạch. Tôi chưa nói đến những cái việc mà công cụ của eBay nó làm, cái việc chăm sóc cuối phễu, đó là MGM nhá, là Affiliate nhá. Nhưng mà mọi người nhìn thấy này, cái con số thống kê á, thì ở đây á, nó sẽ có khách hàng này, thì nó sẽ thống kê, nó lưu trữ lại hết cho chúng ta. Cái thời các cụ, các anh, các chị mình, cái thế hệ mà 6X, 7X, 8X, người ta đâu có những cái nền tảng công nghệ như mình bây giờ đâu. Đâu có Facebook, đâu có Zalo, đâu có cái gì thuận lợi đâu. Mà họ vẫn có thể kinh doanh được thành công, họ làm được rất là thành công. Mà đến bây giờ có rất nhiều những cái thứ có thể hỗ trợ được cho chúng ta rồi. Kể cả về mặt kiến thức, các anh chị cũng có thể nên YouTube các anh chị search được rồi, nên Google các anh chị tra được rồi. Nhưng mà chúng ta tại sao chúng ta vẫn không thành công? Mình nghĩ rằng các anh chị tự hỏi cái bản thân của mình, tại sao chúng ta lại không thành công được, đúng không ạ? Thì nó do nằm ở một phần tư duy, và một phần thứ hai nữa là kẻ thù lớn nhất trong cuộc đời của chúng ta, đó chính là bản thân chúng ta. Các anh chị chưa có tập trung, chưa có chịu khó phát triển, chưa có chịu khó nào, nên là các anh chị không có. Và đây mọi người nhìn thấy này, 82.821 khách hàng đều được lưu trữ bằng eBay Marketing.